Việt Nam, sở hữu hàng ngàn phong tục tập quán cùng bề dày lịch sử và văn hóa phong phú đa dạng. Trong đó, Tết Nguyên đán là dịp lễ đầu năm âm lịch quan trọng, từ xa xưa đã luôn có vị trí đặc biệt trong văn hóa người Việt. Công việc sửa soạn cho ngày Tết thường bắt đầu từ 23 tháng Chạp, là ngày mà người Việt cúng ông Táo. Đây cũng là dịp để mỗi người tự nhìn lại những việc đã làm của bản thân và gia đình trong năm qua, hướng tới những điều tốt đẹp, điều chỉnh những việc chưa tốt. Với ý nghĩa hướng thiện tốt đẹp đó, phong tục thờ cúng ông Công ông Táo đã trở thành một phong tục dân gian lâu đời, được các triều đại phong kiến Việt Nam trước đây thực hiện một cách trang trọng, nghiêm cẩn, thể hiện rõ ý nghĩa tống cựu nghìn tần, tiễn năm cũ đi để đón năm mới về, và được người dân duy trì đến ngày nay. Với mong muốn gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về phong tục tập quán và nét đẹp văn hóa ngày xuân của dân tộc Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu và khôi phục nhiều hoạt động và nghi thức truyền thống diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long. Trong những dịp này, khu di sản Hoàng Thành Thăng Long như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Không gian khu di sản được trang hoàng lộng lẫy với cờ hoa, quạt, lọng theo phong cách cổ truyền. Đến với Hoàng Thành những ngày này, du khách sẽ có sự cảm nhận rõ nét về những phong tục đã được ông cha ta gìn giữ bao đời nay. Bên cạnh lễ cúng ông Công ông Táo, rước cá chép và thả cá chép tại dòng sông cổ trong khu di sản, du khách còn được tham gia nhiều nghi lễ cổ truyền khác trong dịp trước Tết như lễ tiến lịch, lễ phất thức và đặc biệt là lễ thướng tiêu, dựng cây nêu ngày Tết được diễn ra khoảng ngày 23 đến ngày 30 tháng 12 âm lịch. Đây là nghi thức truyền thống trong Tết Nguyên đán của người Việt, mang màu sắc Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, với mong muốn xua đuổi điều không tốt và cầu may mắn. Cây nêu cao vút còn là biểu tượng báo hiệu Tết đến xuân về. Một mùa xuân mới đang gõ cửa, các gia đình đang tất bật chuẩn bị đón Tết, dạo dực hướng về quê hương, về sum họp gia đình. Tết và những phong tục tập quán ngày Tết sẽ luôn sống mãi với những giá trị truyền thống tốt đẹp. Hãy đến với Hoàng Thành Thăng Long dịp Tết này để cảm nhận một cái Tết truyền thống các bạn nhé! Hoàng Thành Thăng Long, di sản sống cùng dân tộc.